Ai sẽ là người giành chiến thắng? Manchester United trong tay Lê Hành Tuấn sẽ đối đầu với Duy Mộc, sử dụng cho mình Juventus. Như vậy là Martial cắm đầu rồi. Nguyễn Tùng, Hà Trung chung kết vào 5 lít thần đồng đan rồi. Liệu rằng Duy bản đồ Duy bản đồ sẽ có đá, có tiếp tục thể hiện được bản lĩnh của mình ở trong trận thi đấu cuối cùng hay không? Hay Lê Anh Tuấn với phong độ cao cùng với việc lợi thế tâm lý khi vừa giành chiến thắng ở trận thi đấu vừa rồi sẽ kết thúc kèo đấu này đây. Rashford không đá mà Greenwood đá trước á. Sai lầm rồi em ơi, Greenwood nó có super sub mà. Sai rồi em ơi, lớn đi. Rồi ôi, sao lại ngây thơ thế? Đá Rashford trước, Greenwood vào sau. Em ơi. Phạm Vĩnh Thái, lát 5, một phép. Ai đó đang ở gần Rino, à, ở gần Lê Anh Tuấn thì bảo Lê Anh Tuấn một câu đi. Rino nó có super sub mà. Dùng giáp phò trước. Dùng giáp phò trước rồi dùng super sub Rino sau. Rino nó sút mạnh mà anh em, Rino sút mạnh mà. Xin chào 460 anh em nhá. Chia sẻ thật là nhiều để ủng hộ cho streamer cũng như là các game thủ nha anh em nha. Chai rồi. Chai nầm rồi. Tùng Phạm, dắt phò chỉ số CF thấp mà đá vẫn sướng. À đấy, Rashford vào sân rồi. Chưa nhắc bài à? Thật ra người Nguyễn Ngọc Quyên đổi rồi mà. Sorry anh em, đang đọc comment của anh em không để ý. Em nói chỉnh cái gì, nó chỉnh nhanh á, mắt mình không theo kịp nên là mình không thèm nhìn. Nó chỉnh nhanh lắm. Ok, như vậy là Greenwood sẽ là super sub, sẽ được vào sân ở hiệp thi đấu thứ hai. Tưởng em nó dùng Greenwood đầu thì chịu đấy. Lừa thôi. Và như vậy là trận thi đấu chung kết đã được bắt đầu. Edison Cavani, Rashford, Bruno. Đây là Rashford. Vẫn là Marcus Rashford. Donny. Vẫn là Donny van der Beek. Không được. Cavani đã di chuyển rất tay rồi. Chỉ đơn giản là bóng pha bóng vừa rồi thì đối thủ của anh ấy hay hơn. Rodrigo Bentancur không vượt qua được Aaron Quanbi Senka. À, cái đù mà mình đã cấm lên trang rồi mà tại sao nó vẫn comment được nhỉ? Bá Thuần, 500 anh em nói hôm nay MU có tím mắt hay đẹp dai giống mùi, mặt cười chảy nước. Scott McTominay, Tominay, phía dưới là Marcus Rashford. Phía trên là một đường tạt bóng không được. Ở kia lấy xe về kia mà chạy, mà tích đuổi Ronaldo vào mắt à. Ronaldo không được. Thiếu chút nữa thì Lê Anh Tuấn đã phải trả giá cho sai lầm vừa rồi của mình. Mất bóng rồi. Nhưng Magai có một tình huống đấm người rất kín đi. Vẫn là Magai. Bóng đã được phá lên nhưng nó vẫn chưa hết nguy hiểm. Kiesa! 1-0 dành cho Duy Lập. Mặt cười Kim Châu. Em đã bình luận là như thế mà, em đã bình luận thì kiểu thoải mái mà. Vẫn là cao thủ MU. Kulusevski. Phản công cho MU. À, phản công cho Juve. Ronaldo và Dybala. Không được.
Tâm lý thi đấu của Lê Anh Tuấn đang gặp một chút vấn đề. Đây cũng là lý do mà Lê Anh Tuấn không được thực sự được tin tưởng ở Buriram. Eric Bailey. Không có tình huống phạm lỗi. Đây là Kulusevski. Kulusevski mất bóng nguy hiểm. Makarasso lại là một tình huống sạc nữa của Duy Mập. Đứng trước bóng là Bruno Fernandes. Như vậy là Bruno sẽ là người đứng trước bóng. Bruno không được. Quá đơn giản. Danilo. Bản lĩnh trong trận thi đấu chung kết của game thủ Duy Mập đang được thể hiện. Trong khi đó thì Lê Anh Tuấn vẫn đang rất cố gắng. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho game thủ trẻ tuổi người Hà Nội nha. Đừng giống thằng thầy auto về nhì nhá. Edison Cavani. Bruno. Đây là Edison Cavani. Vùng anh rất đầy. Mắc cắt. Tỷ số là 1-0 dành cho Lê Anh Tuấn. Pha xử lý ở vòng cấm quá tuyệt vời của game thủ trẻ người Hà Nội. Thần đồng của Việt Nam đang có những pha xử lý phải nói là cực cay. Marco Rashford, đây là Bruno. Edison. Nguyễn Đức, hay quá nhờ. Phía dưới đang là Donny van der Beek. Donny 2-1 dành cho Lê Anh Tuấn. Edison Cavani. Vẫn là cầu thủ MU. Donny. Vẫn là Donny van der Beek. 3 bàn thắng trong vòng chưa đầy 10 phút của Lê Anh Tuấn với những tình huống kích hợp. Duy Hưng, lát mà lớn thêm nó làm chùm mất lai. Bruno. Marcus Rashford. Có vẻ như lời cổ vũ của Thành Mù đã đến tai Lê Anh Tuấn. Em nó nhất định không chịu về nhì rồi. Xử lý quá đẳng cấp. Donny van der Beek. Donny. Không được. Mong trận này đến pen. Rodrigo Bentancur. Kulusevski. Kiesa. Bốn ốc chi rồi. Làm gì đây? Rodrigo. Vãi em lát. Kulusevski. Ronaldo. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Mọi chuyện vẫn chưa phải là kết thúc với game thủ Duy Mập. Cứ mỗi khi mà mọi người nghĩ rằng Duy Mập đã chuẩn bị thua rồi thì game thủ này lại dẫy dứt này. Đồng lòng. Lát bay rồi. Bố của này hình như không đá pét anh em ạ. Lê Anh Tuấn đã bắt đầu phải chơi cầm bóng lại rồi. Nhưng đó cũng chưa hẳn là đã tốt. Donny van der Beek. Bonucci sẽ có một chiếc thẻ dành cho Bonucci. Aaron Wan-Bissaka. Trần Quyền. Donny van der Beek. Xử lý rất đẩy. Donny van der Beek. Van der Beek làm gì đây? Đây là Macarasso. Không thể vượt qua được Chiellini. Như vậy là hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 3-2. Tạm thời nghiêng về phía của Lê Anh Tuấn. Nguyễn Ngọc Hiên. Đôi game thủ này xử lý vòng cấm kinh thật. Mọi thứ vẫn chưa phải là kết thúc với cả hai bên.
Duy Hưng, xem sướng mắt. Vẫn là cầu thủ Juve. Một đường chọc khe rất đầy và tỷ số được cân bằng 3-3 dành cho Duy Mập. Vẫn là kick off, không thể khác được. Cả hai đang cho thấy những gì là tinh túy nhất của mình. Henderson đá nhanh vãi như speed cộng 2. Vẫn tiếp tục là Donny van der Beek. Scott McTominay, McTominay đắp bỏ tắt và chuyển bóng. Đó nên là một tình huống mà McTominay cần phải tham ơn. Dybala phản công dành cho Juventus. Đây là Paulo Dybala. Dybala làm gì đây? Không được rồi. Scott McTominay, Marc Carrasco. Vẫn là cầu thủ MU. Không được rồi. Những pha chuyền bóng ở sân nhà của game thủ Duy Mập bây giờ đã an toàn hơn rất nhiều so với thời điểm những trận đấu đầu tiên. Harry Maguire bên trong có người. Không được. Phút 56 của trận thi đấu và Duy Mập đã gỡ hòa 2-2 rồi. Alessandro Dybala. Không, đó là Chiesa. Một tình huống tạt bóng cho Chiesa chứ không phải là Ronaldo như thường lệ. Vẫn là các cầu thủ Juventus. Ronaldo đang di chuyển. Không nhờ. Tình huống phòng ngự hay của Harry Maguire. Donny van der Beek. Vẫn là van der Beek. Lê Anh Tuấn có vẻ như đang hơi sôi máu rồi. Ba máu sáu cơn rồi. Quên mất là mình phải thay người. Một tình huống lao lên tốt. Đây là Scott McTominay, Marc Carrasco và Donny van der Beek. Tominay. Đây là Rashford. Van der Beek. Vẫn là những tình huống xử lý rất khó chịu của Lê Anh Tuấn. Đó là chưa đủ. Bruno phản công dành cho Juve. Một tình huống xoạc bóng không thành công của Eric Bailly. Phía dưới Ronaldo vẫn đang di chuyển. Bailly bắt bài rất tốt. Và như vậy là phút thứ 68, tỷ số vẫn đang là 3-3. Bruno sẽ rời sân. Người vào sân đó là Mason Greenwood. Tominay cũng sẽ rời sân. Người vào sân đó là Fred. Vẫn là cầu thủ MU. Phản công. Đây là Mason Greenwood. Edison Cavani. Não thật nóng lè lưỡi. Bruno, đây là Fred làm gì đây? 4-3 dành cho Lê Anh Tuấn. Một tình huống phản công mẫu mực và nó kết thúc bởi một siêu phẩm đến từ má ngoài chân trái của Fred. Bruno, tốc độ và sức mạnh của Bruno. Mason. Vẫn là Bruno. Marc Carrasco. Marc Carrasco. 5-3 dành cho Lê Anh Tuấn rồi. Làm không nhiên. Tên đi cho hấp dẫn nào. Arjen Rabiot. Danilo. Phút thứ 76 và Duy Mập đang bị dẫn trước 2 bàn. Lại một lần nữa là 2 bàn. Không được. Tạt bóng quá hay đi.
6-3 rồi và như vậy là kết thúc kèo đấu. Nhật ăn trắng, hai anh em đôi game thủ Duy Mập đã quýt rồi, không còn cơ hội dành cho Lê Anh Tuấn.